Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong video mới nhất của mình. Hôm nay mình đi đến cái điểm bán cây kiểng của Duy Hiếu để làm clip về những cái phôi tại đây cho quý vị và các bạn có nhu cầu giao lưu. Rồi mình sẽ đi vào nhà. Rồi ra phía sau cái gì vậy? Rồi. Rồi chào anh Tấn. Hôm nay Duy Hiếu cũng về được mười mấy phôi mai vàng với bốn phôi việt quế à. Cũng muốn giới thiệu đến cô bác anh chị trên mọi miền đất nước cùng xem. Hôm ngày Duy Hiếu cũng không có cây, rồi hôm nay cũng kiếm được mười mấy cây cũng giới thiệu với cô bác. Rồi đây là phôi số 1. Phôi số 1. Lấy cho em. Đây. Phôi số 1 là đế nơm ha. À, dán thú nha cô bác. À. Đây, hai giò. Rồi. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh 1m1 110 á. Rồi, 110. Hoành thân 42 ngay vị trí này. Rồi, dạ. cái này cái gì? Dạ. Cái nào anh? Cái này là hồi xưa người ta chặt á, chủ nhà chặt mà nó giờ nó thành đá rồi, không có gì hết trơn. Nói chung là không có bọng bo gì hết. Dạ, đảm bảo. Rồi. Phôi số 1 này em giao lưu với cô bác là 6,5 triệu ha. Em bao ship toàn quốc. Rồi. Đổi. Đây là mã số 2. Số 2. Dạ, đó quái nha cô bác. Đó, thằng lắc chi cành có luôn nha. Đế nói chung là đều. Chiều cao đi. Cao. Từ mặt bầu lên tới đỉnh là 1m13. Rồi. Cái hoành thân. Hoành thân ở vị trí này là 26, 27 em tính 26 nha. Đế khủng nha cô bác. Này là phôi số 2. Rồi, em giao lưu là phôi số 2 này em giao lưu là 5,5 triệu ha. Em bao ship toàn quốc. Bỏ đâu? Đây, mã số 3, rồi quái nha cô bác. Đó. Thân lắc gọng như gọng chữ C luôn nha cô bác. Đó. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 68. Rồi. Quái nè, đo tha rồi. Giờ hoành thân, 17 hoành thân. Cái đế nó nơm lên nè, nó nơm lên từ mặt bầu mà nó nơm lên đây là 24 nha. Mã số 3 này có giá là 2,8 triệu nha cô bác. Rồi. Đây, mã số 4. Đó, cũng rộng lắc luôn nha cô bác. Cây mini quái nha cô bác. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 50. Hoành thân. Ngay vị trí này là 18. Cũng quái luôn nha cô bác. Rồi, giá luôn. Này là mã số 4 em giao lưu là 2,7 triệu. 2,7 triệu. Dạ. Bao ship toàn quốc nha cô bác. Rồi, nhắc số điện thoại thế rồi. Số điện thoại của em là 0907 864 124. Số đó là số Zalo luôn nha cô bác. Đây. Này là mã số 5 nha cô bác. Đó, thân lượng lắm, ông chữ C luôn nha cô bác. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 60. Cây này nhỏ mà nó khéo lắm kìa cô bác ơi. Hoành thân. Ngay vị trí này 25 cô bác ơi. Đây là mã số 5. Em giao lưu cô bác là 3,5 triệu. Rồi. Đây.
số 6. Cây thân lượng lắc luôn nha, đế khủng nha cô bác. Dán dán như dán thú nha cô bác. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh 79. Cái hoành thân 26 hoành thân ha cô bác. Cái mã số 6 này em giao lưu với cô bác là 3,7 triệu, bao ship toàn quốc. Đó, số 7 đó. Đây, số 7. Một cây quái ha cô bác. Đó. Thân lượng lắc đế nôm ha cô bác. Đó, quái nè. Đó. Nó có cái cục bú nè. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 59. Cái hoành thân này em đo ngay vị trí này đi rồi hồi em đo 23 hoành thân ha. Cái củ quái của nó nè. Củ quái của nó là 42 ha. Khúc quái nè, đó. Cây này nó hồi là đẹp. Này là mã số 7 em giao lưu là 4 triệu. Rồi. Mã số 8. Cây quái ha, thú ha. Này mới để bàn ha cô bác. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 35. Cái hoành thân, hoành thân ngay vị trí này ha, 15 ha. Dạ. Mã số 8 em giao lưu là 2,5 triệu. Đây, mã số 9 này nó cũng như cặp nó. Cũng quái luôn ha cô bác. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 33. Này này cây này quái, em không biết đo hoành thân. Đo đại đi, cái mình cái gì đi. Không, chiều dài đại đi. Chiều dài của như con thú này là nó 29 30. Rồi. Dạ. Đó, cây này cái mã số 9 này cũng là 2,5 triệu luôn nha cô bác. Rồi, quái. Đây, lên đây quay này. Đây, mã số 10 cô bác ơi. Cây này là cây lùng lực ha, bữa hổm có khách nó chốt rồi mà cái biết nhiều người điện, cái em điện lại thì không bắt máy. Em nói bán rồi. Cái mã số này, cây này là cây số 10. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 59. Rồi. Hoành thân ngay, hoành thân ngay vị trí này là 50, 51 đến 50 ha. Rồi ngay vị trí này ha. Rồi, cây mã số 10 này em cũng giao lưu 12 triệu giống như hôm trước nha cô bác. Rồi. Đây là mã số 11 nha cô bác. Có cái cũ ha. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 1m14. Rồi, chậm chậm đi. Yeah. Đây, anh quay. Một cái thân đó. Dạ. Có chỗ này. Nói chung là ha, không có gì thẹo, nó liền thẹo rồi ha. Chậm. Dạ. Này, nó có cái cũ dữ lắm nha cô bác. Rồi, qua. Hoành thân ngay vị trí này là 47 ha, 48 em tính 47 ha. Đó, cái cũ nè. Cũ khủng khiếp lắm. Cái hoành cũ là nó là 95 ha. Rồi, cái này mã số 11 ha, em giao lưu với cô bác là 8,5 triệu ha. Em bao ship này là 200 km ha. Đây là mã số 12. Mùi quế gì? Lá gì? Dạ, mùi quế lá nhỏ bông chùm nha.
Đây là một cây bay nha cô bác. Hoành thân trước đi. Hoành thân ngay vị trí này là 32 hả cô bác. Chiều cao, chiều cao của cây từ mặt bầu lên tới đỉnh là 1m110. Cây này cây bay hả cô bác. Cây mã số 12 em giao lưu với cô bác là 1,5 triệu. Em bao ship toàn quốc. Rồi, cây này 1,5 triệu. Dạ, mã số 12 ha. Em bao ship 1,5 triệu ha. Đây, mã số 13. Dán trực luôn ha. Di cành phát luôn ha. Chiều cao ha, từ mặt bầu lên tới đỉnh là 1m06 nha. Hoành thân ha, ngay vị trí này là 34 ha. Mã số này là mã số 13. Mã số 13 em giao lưu với cô bác là 1,2 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Đây, mã số 14. Cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 1m16. Rồi da đen hay gì? Dạ, da đen, da sắn như hả. Rồi, hoành thân. Ngay vị trí này là 32 ha. Mã số 14 này em giao lưu cũng là 1,2 triệu luôn, bao ship luôn. Xuống bên đây đi. Mã số này là sao? Mã số 15 ha. Hoành thân, chiều cao trước. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 1m. Hoành thân, ngay vị trí này là 30. Mã số 15 em giao lưu là 1,000,000 ha, em bao ship luôn ha. Đây, mã số 16 là hôm nay là mã số 16 là một phôi trang hết cô bác. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 41 ha. Trang gì? Trang đỏ lá nhỏ. Trang này nó phúng tược lắm mà nghe cô bác. Hoành thân là 14 ha. Cụ đế nè. Mã số 16 này em giao lưu với cô bác là 2,000,000 ha. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi hôm nay Di Hiếu cũng có được 12 phôi mai vàng, 11 phôi mai vàng, 4 phôi nguyệt quế và 1 phôi bông trang. Cũng muốn giới thiệu đến cô bác anh chị trên mọi miền đất nước cùng xem và ủng hộ cho Di Hiếu. Di Hiếu cũng rất thành thật cảm ơn cô bác trên mọi miền đất nước. Mến chào. Rồi, mến chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại vào những clip sau. Rồi, có chụp hình một cái là chào không?